Em chào các bác nhé, em đến từ shop đồ Đông Sơn ạ. Thì trước mắt các bác đây là cái bộ này là bộ 50 mà hoa xoài đục đỏ. Thì em đang giao cho bác và bác đang kiểm tra. Đây các bác có thể thấy bộ rất là đẹp và bác đã mua thêm cái mâm bồng. Đấy, đấy mâm bồng. Hôm nay em đi giao cho bác đấy. Đây là bộ 50 hoa xoài nha các bác. Rất là đẹp và chi tiết. Bác có thể thấy cái sản phẩm bên em làm ra nó rất là đẹp luôn nha các bác. Không phải là những sản phẩm mà lỗi hay là vấn đề gì cả. Đấy, đấy bác đã lấy cái mâm bồng và xem bên chi tiết. Bác ấy đã rất là ưng luôn nha các bác. Em phải kiểm tra rõ ràng nguồn hàng nó như thế nào phải mới đến tay các bác được, mặc dù là bác này đợi là khoảng 25 ngày rồi đó. Em phải kiểm tra rõ ràng, bác đang cân nha các bác, rất là đẹp luôn đó. Mọi thứ bên em làm đều rất là ok. Đây, đang kiểm tra làm sao cho cái hàng nó được chuẩn chỉ và hàng chất lượng. Đấy, cân lên coi đúng cân không. Hàng bên em như thế nào mấy bác mua các bác cũng đã biết rồi, là cái chất lượng hàng bên em là như thế nào nha các bác yên tâm không phải lo lắng gì cả. Bác nào muốn mua thì cứ liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0963378563. Hàng bên em cam kết là chất lượng, hàng không chất lượng thì bên em là không lấy tiền nha các bác. Hàng là hàng phải chất lượng như vậy này. Đó. Đó, xem coi lắp ra lắp vô được không. Đó. Rất kiểm tra rất là kỹ luôn nha các bác. Các bác ấy đã rất là ưng những cái mẫu mã bên em. Bên em làm ra như thế nào, các bác lấy nhận như vậy. Đấy, xem. Đấy, xem cái khớp. Cho các bác kiểm tra thoải mái, nhưng mà hàng bên em là hàng chất lượng mà. Đó, các bác thấy không? Rất là đẹp. Nhá các bác nào cần liên hệ em. Các bác nào cần thì cứ liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0963378563.